Em cho anh trọn giây phút lao sao, cho anh biết ngày dài tương tư. Em cho anh từng đêm trôi rất nhẹ nhàng, để cho anh chờ mong. Này gió ơi xin hãy gửi đến em rằng anh yêu em, rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh đã lừa dối anh, người ơi anh luôn nhớ em. Tình yêu nào không hận, tình yêu nào không buồn, để cho con tim còn chút nhớ nhau. Mùa xuân nào qua rồi, người nay còn hững hờ, hãy xóa hết đau thương người hỡi. Anh mơ về nơi đó, ra xa, anh mơ về đôi ta. Anh mơ về đôi mắt khát khao, anh mơ về nụ cười tình yêu của mình. Alo Lâm hả? Em vậy chứ? À, bây giờ anh chở chị Hân với lại bé Na qua đi chung luôn nha. Mẹ ơi, con để điện thoại trên lầu rồi, mẹ với chú chờ con một chút nha. Nhanh nha con. Dạ. Bé Na hậu đậu quá, nhanh nha con. Bé Na thấy kìa. Em dễ thương quá. À, Quế Chi hả? Mình nghe đây. Con Hân đi chơi về gia đình mình, Hân còn rảnh không? Tiếc quá, sáng nay nhà mình có hẹn với Bảo Nam đi cà phê rồi. Rồi tiếc quá. Ba uống nước đi. Anh. Được rồi. Anh, cảm ơn luôn. Nhà Hân đi uống cà phê với Bảo Nam rồi. Bảo Nam có xe, rủ đi luôn. Dạ. Rửa Bảo Nam là ai vậy con? Dạ, là bạn trai của nhà Hân đó mà. À. Anh, hay là anh nói chuyện với nhà Hân đi. Đây, để anh. Alo. Em hả? Đi dạo ngoài nghe. Thì mang theo trài nè, bếp lo. Tại đó mình nướng đồ ăn, vui lắm đó. Nhà anh còn sẵn đồ hết rồi. Em với Bảo Nam đi chung cho vui. Nghe hấp dẫn quá vậy. Để em hỏi ý kiến mọi người xem sao nha. Ba bé Na rủ mình đi picnic đó. Vậy mình đi đi mẹ. Vậy thì mình tham gia chung với mọi người cho vui. À, có vấn đề gì không? Không, em với Quý Chi cũng bình thường rồi. Em cũng muốn đi chung cho vui. À, mà mình lỡ hẹn ở nhà Lâm rồi thì sao? Thì để em báo lại với Lâm nha. Anh Hân hả? Mọi người đồng ý tham gia rồi đó. Bảo Nam sẽ lái xe qua nhà anh rồi mọi người cùng đi chung cho vui. Đáng lẽ tụi em có hẹn cà phê với Lâm, nhưng mà bây giờ thì đành phải cancel với Lâm rồi. Nè, sao lại dưới rửa? Rủ nhà Lâm đi luôn. Đâu có mấy dịp mấy người được đi chung với nhau. Tính ra đều là quen biết với nhau mà. Vậy có được không anh? Có đủ đồ ăn không? Được, được, đủ hết đó. Anh sẽ nói Quý Chi đi siêu thị góp một phát là đủ đồ ăn ngay thôi. Bên nhà anh á, 7 người đi đủ hết. Vậy là có ôn mẹ luôn ha anh? Ừ. Thì có ôn mẹ đi. Lâu lâu á, cả nhà đi đồ dọn một lần. À, em nhớ rủ mẹ của em đi luôn nha. Lâu lâu có dịp mà. Nghe. Ôn mẹ bên này cũng muốn gặp mẹ của em làm đó. Trưởng nghe. May quá, anh mà cầm điện thoại nữa chắc có ai anh cũng rủ hết quá. Ủa Hưng, ba mà nói muốn gặp mẹ con Hưng khi mô rửa. Dạ tự nhiên á, con phát hiện ra đại gia đình của mình đều ở Sài Gòn, chưa có dịp gặp nhau. Đây là dịp hiếm có phải không ba? Mọi người chúng ta đều chung con cháu hết mà. Đúng rồi đó, đóng rửa mới vui. Dạ. Nè em.
Dạ. Kêu vợ chồng mình xuống đi luôn em, tụi nó cũng có xe mà. Ủa, con Xuân được cưới khi mô mà vợ chồng? Dạ, ở chung thì là vợ chồng đó có gì nữa. Ủa, Mỹ Xuân là sống chung rồi đó à? Dạ. Sáng nay anh súng thiệt á, em chịu anh luôn á. Kêu tụi nó đi á, để chia bớt phần công việc. Con Mỹ Xuân á, rất rành cái việc đi chợ. Kêu đi siêu thị mua đồ. Bây giờ sao? Thì bây giờ nói mẹ chuẩn bị đi, anh qua đón mẹ đi luôn. Đi picnic mà anh Hưng không có báo trước gì hết trơn. Đi đông quá, anh Nam có ngại không? Trời, anh là con trai mà, ngại cái gì? Mà hơn nữa là bọn người quen biết nhau đúng không? Tính ra thì cũng là quan hệ họ hàng hết. Nếu như vậy á thì càng phải đi. Để sau này lỡ như không quen nhà một cô, có con rơi con rớt thì sao? Nước hả con? Mẹ ơi, rớt dùm con ly nước. Rồi đó, bỏ đi con. Rớt cho mơ con miệng nước. Dạ. Nhà Hưng con. Dạ. Bàn con răng trẻ rửa. Bé chư là già hơn rồi đó mà. Rửa à? Anh nhỏ hơn con 9 tuổi. Mà chúc mừng con. Ôn ăn thịt vô rừng đấy mọi người ăn ơi đi. Ngon lắm. Công nhận chị Quế Chi hay quá à. Khéo tay thiệt luôn á. Xiên que cũng đẹp mà nướng thịt cũng ngon. Cảm ơn mẹ. Em mua đồ ăn cùng giỏi mà. Mẹ chở con về ní nè. Đây có đồ ăn rồi. Con cảm ơn mẹ. Nè con. Đây có đồ đây. Tươi xanh luôn. Con mời mẹ. Mẹ không ăn đâu. Con đưa vợ con ăn đi. Thôi ăn đi, ăn cho nhiệt tình nè. Nè, đi xuống. Đây. Ăn đi. Nè. Ăn đi con. Ăn gì không con? Dạ thưa ba mẹ. Dạ thưa tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Mình cùng gặp gỡ những người con xứ Huế. Tất cả dâu, rể, con cháu. Chúng ta phải trân trọng giây phút này. Chúc tất cả mọi người hạnh phúc, vui vẻ. Nhân dịp có mặt đông đủ mọi người ở đây, tôi xin trân trọng chính thức thông báo, ngày 19 tháng này tôi và Quỳnh Chi sẽ tổ chức đám cưới. Giữ tay đi con, giữ tay. Vì sự thay đổi có tính chất quan trọng như thế này,
ba sẽ có một số quy ước dành cho cả con. Điều thứ nhất, ôn và mẹ của cả con. Cả con chào đi. Dạ chào mẹ. Giỏi, chào cả con. Một chuyện nữa, đây là ba, ba của cả con. Từ đây cả con phải gọi là ba chứ không được gọi là Dường nghe chưa. Nhớ như chưa. Là mẹ nhà Hưng, mẹ Quỷ Chi, cả con chào đi. Mẹ chào đi con. Chào cậu đi con. Cậu nè, cậu nè. Con chào cậu. Cậu nè. Rồi. Chúc mừng anh chị nha. Khi nào mới tới lượt cậu đây? Phải tiến hành nhanh nghe chưa. Tất nhiên rồi, anh chị cũng không phải đợi lâu đâu. Tụ tập làm gì ở đây vậy? Tụ tập làm gì? Vô duyên quá. Nhìn lãng xẹt à. Chúng cho con đi con. Đây nè, không giỡn nha. Không giỡn. Chơi gì mà đi quá trời luôn à? Ăn sáng gì mà ăn tới tối luôn vậy đó? Con phải ra ngoài để săn lùng con dâu cho mẹ chứ. Cả ngày hôm nay con đi chơi với gia đình nhà Hưng rất là vui. Đi ra ngoài vui quá rồi, có còn biết bà già này nữa đâu. Mẹ cần chứ mẹ, nếu không có mẹ thì ai lấy vợ cho con chứ. Mẹ ơi, con muốn lấy vợ quá. Mẹ, mẹ cưới vợ cho con nha. Mẹ sẽ lấy vợ cho con. Vậy hả? Vậy con cảm ơn mẹ nha. Mẹ là số một đó. Nhưng mà mẹ sẽ đi hỏi bất kỳ cô gái nào ngoại trừ Nhã Hân. Mẹ, sao kỳ vậy mẹ? Con yêu Nhã Hân mà. Nhưng mà nó lớn tuổi hơn con, lại là một đời chồng rồi, lại còn có con riêng nữa. Nói chung không có được gì hết trơn á. Nhưng mà ngoài Nhã Hân ra, con không cưới bất kỳ một ai hết trơn á. Mà lúc con đi du học á, mẹ nói gì mẹ nhớ không? Mẹ nói là lúc con trở về, nếu như con còn yêu Nhã Hân và muốn cưới Nhã Hân, mẹ sẽ không ngăn cản. Vậy bây giờ sao đây? Mẹ nuốt lời. Con không chơi với mẹ nữa. Con giận mẹ luôn. Nè, đàn ông gì mà gần cưới vợ rồi mà còn giận. Vậy thôi con đừng có nói với nó. Là cuối tuần mẹ kêu nó về nhà ăn cơm đó nha. Mẹ, mẹ mới nói cái gì? Vậy là mẹ chấp nhận Nhã Hân rồi hả? Dạ mẹ, con cảm ơn mẹ lắm. Mẹ uống nước đi, con đã bắp cho. Uống đi mẹ. Chào anh. Chào em. Bình thường gặp nhau với tư cách là đối tác, hôm nay xin được giới thiệu Nhã Hân đây với tư cách là bạn gái của tao. Còn đây là Tommy Quang, bạn thân của anh ở Mỹ. Bạn tôi chơi dùng chiến thuật đi. Khai mau, có mưu đồ thâu tóm tập đoàn Logistics phải không? Dám cua cả giám đốc chi nhánh luôn. À, xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo. Em nè, sáng giờ em có nhớ anh không? Người ta đi làm, chứ có rảnh đâu. Có thì nói có, ngại cái gì? Từ lúc tối qua tới giờ, anh nhớ em nhiều lắm. Mẹ em, mẹ của anh mời em cuối tuần này tới nhà của anh chơi đó. Hả? Em vui không? Em chưa sẵn sàng đâu. Sớm hay muộn á thì cũng có ngày này mà. Em có gặp mẹ của anh một lần rồi mà đúng không? Em sao vậy? Thôi để lúc khác đi. Có anh mà,
anh sẽ luôn bên cạnh em. Thật ra vẫn còn một chuyện. Sorry hai bạn nha. Có chuyện gì thì đỡ nó sau đi. Trên tinh thần là vậy nha. Anh sẽ về báo cho mẹ anh biết, để chuẩn bị tinh thần đón cô dâu mới. Em em suy nghĩ gì vậy? À, không, chú đổi cách xưng hô rồi hả? Đàn ông lúc nào cũng muốn làm anh mà con. Nè, em đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Cuối tuần này á, anh sẽ qua đón em nè. Ủa, chú có chuyện gì vậy? Chú mời mẹ của con qua nhà chú chơi, để ra mắt bà mẹ chú. À. Em đã nói là để từ từ rồi mà. Anh đã chờ 3 năm rồi. Em còn để anh chờ tới khi nào nữa đây? Em cần suy nghĩ thêm. Thì em cứ qua gặp mặt mẹ anh trước đi đã. Rồi lúc đó em về nhà suy nghĩ sao cũng được mà. Ăn đi em. Ăn đi con. Dạ cảm ơn chú. Giỏi. Đổ nè. Đi anh, đi anh. Rất lâu rồi em mới có cảm giác tình cảm đại gia đình là như vậy đó. Thì sao biết bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chị Nhớ Hân cũng tìm được bến đỗ an toàn. Nè con ăn đi con. Rồi, giỏi. Anh, hả? Tính ra anh Nam với chị Hân á cũng hợp nhau lắm chứ bộ. Anh có để ý không? Sao? Lúc mà họ cười á, nhìn hai gương mặt y chang nhau luôn á. Đúng rồi. Thường người ta nói á, hai người mà giống nhau á, có số phù thề á. Ủa, mà em với anh có giống chỗ nào không? Anh thấy không giống nhau em à. Không giống mà vậy hả? Anh ấy chỉ giỏi nhận thôi à. Chứ sao. Ăn nè, ăn nè. Chỗ quá. Giỏi. Nhà Hân được hạnh phúc bên Bảo Nam. Em cũng được ải nãy. Dù Hân hơn tuổi, nhưng mà hai người đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi quá chứ. Xem ra nhà Hân và con rất trẻ trung. Anh nói vậy là ý gì? Anh chê em già đúng không? Đâu có. Anh đâu có ý đó. Thôi em đi ngủ trước đây. Ba mà. Ba mà. Ba mà chưa ngủ à? Ba mà có chuyện đi muốn nói với hai con. Ba mà chơi ở đây cũng lâu rồi. Nhà ở ngoài Huế chắc là cọ dại mọc lên tới nóc rồi. Với lại ba mà về còn phải lo nhang đèn nữa. Cho nên đám cưới xong á, con chở ba mà ra bến xe về Huế luôn nghe. Ba mà ở đây luôn đi. Con hứa của tuần nào á, con cũng đưa ba mà đi picnic. Không, không phải là chuyện đi picnic. Ba mà không đòi hỏi chi hết. Chỉ là đi ra đi vô hoài, ở nhà ba mà thấy tù túng. Dù sao ở gần thiên nhiên cũng quen rồi. Ba mà chỉ muốn hít thở một chút không khí thiên nhiên thôi. Ba mà ở lại chơi với mẹ cháu. Tụi nó quần ố mê quá. Ố mê về, tụi nó buồn lắm. Về Huế mà cũng nhớ thằng cháu lắm. Ba mà về mùa này á, mưa thủi đất thuộc gác, hít thở khí trời gì đâu. Ở chơi hết mùa mưa rồi về nhá ba mà. Thôi, đi lâu cũng thấy nhớ nhà. Đám cưới xong ba mà về, rồi lâu lâu nhớ cháu thì ba mà lại vô thăm tiếp. Vậy
Mà năn nỉ ba. Đi mà. Anh giờ sao? Em phải nghĩ cách nào đó để giữ ba mẹ lại chứ sao chứ. Uống nước đi mẹ. Ừ. Hai đứa xác định nghiêm túc rồi thì cũng đến lúc con phải nói chuyện với mẹ của Bảo Nam nghe con. Con thấy căng thẳng quá. Con sợ lúc đó ăn không nên đợi, nói không nên lời rồi lại mất điểm. Mẹ Bảo Nam làm con sợ đến vậy à? Dạ không. Thật ra không phải con sợ, mà là con có cảm giác hồi hộp, lo lắng làm sao đó. Con nè, con có yêu Bảo Nam thật lòng không? Mẹ còn hỏi con câu này nữa. Vậy thì con phải tự tin lên chứ. Nhớ là con đừng ăn mặc diêm dúa quá, đừng trang điểm lòe loẹt, đừng nói năng sổ sang. Tất cả là mẹ tin con làm được. Con cứ là chính mình, đẹp tự nhiên như vậy, mẹ tin là con sẽ chiếm được tình cảm của mẹ Bảo Nam thôi. Dạ mẹ. Con là mẹ hết hồn à. Mẹ đang suy nghĩ gì vậy? Ngày mai mẹ phải qua nhà chú Nam rồi. Mẹ qua nhà chú Nam coi mắt, xong rồi mẹ sẽ cưới chú Nam đúng không mẹ? Mẹ cũng muốn như vậy lắm, nhưng còn nhiều chuyện phức tạp, mẹ cũng chưa biết sẽ như thế nào nữa. Mẹ. Mình vẫn ở nhà này phải không mẹ? Đương nhiên rồi. Mẹ. Trời. Nhà Hân ăn ít lắm. Mẹ không cần phải làm đồ ăn nhiều như vậy đâu. Sao lại không cần? Con mẹ đi siêu thị từ ngày hôm qua, nấu nướng từ sáng tới giờ. Con nói với nó là phải ăn cho hết. Ăn không hết là mà không vượt qua cái dòng loại này đâu đó nha. Mẹ khó khăn quá. Nhã Hân đang ăn kiêng để giữ dáng mà. Mẹ dễ dàng với cô ấy chút xíu đi, để con còn lấy được vợ chứ. Trời, làm gì mà con trai mẹ xuống giá dữ vậy. Thôi, con không nói chuyện với mẹ nữa. Bây giờ con sẽ đi đón con dâu tương lai của mẹ đây. Con đi nha. Mà ba con đâu? Sao không thấy xuống? Dạ ba con đang tắm ở trển á. Mẹ phải bàn chiến lược với ba con nữa chứ. Mẹ cứ hù con hoài. Con đi nha. Nói đi thì đi đi. Cái này được không? Bộ này anh thấy ok nè. Đẹp đó. Em mặc bộ này đi. Thôi, hở hang lắm. Mắt con mẹ anh nói em thì không hay đâu. Cái này được không? Bộ này cũng được nè. Đẹp lắm. Mặc bộ này đi. Bộ này nhìn già lắm. Mẹ là chê em già nữa. Trời, nhưng mà nãy giờ anh thấy em chọn hết cả tủ đồ rồi. Nhưng anh thấy em chưa ưng được một bộ đồ nào. Hay là anh chở em đi shop mua nha. Thôi, bây giờ trễ lắm rồi, không kịp đâu. Vậy để anh chọn cho em cho. À đây, nè. Cái màu này thấy cũng tươi tắn dễ thương nè, qua đây. Đẹp mà, đúng không? Bộ này đẹp nè, em bật bộ này đi. Đẹp đó. Thôi, nhưng mà em không thích cái này. Anh thấy đẹp mà. Thôi em không thích.
Vậy thì em thích cái nào? Nãy giờ em lấy hết cả tủ đồ rồi, bây giờ còn gì nữa đâu. Thôi em ra đi, để anh chọn cho. Đây, trời ơi, cái này quá đẹp nè. Bỏ ra. Đẹp quá. Xoay vòng coi. Đẹp thật không? Đẹp, đẹp thật mà. Thật không? Gì nữa, anh nói đẹp là đẹp. Em bận cái này là chuẩn luôn. Chuẩn không còn chỉnh đó. Bận đi. Không được chọn nữa. Cái này là cái cuối cùng rồi. Em chọn sạch tủ luôn. Không còn cái nào để cho em lựa nữa. Ok. Cái này là đẹp nhất. Em mặc đi. Ủa, anh đứng đó làm gì nữa? Anh ra đi cho em thay đồ. Rồi, đóng cửa lại giùm em luôn. Ok, được rồi. Nhanh nha. Mình vào đi. Ba mẹ anh đang chờ ở trọng đó. Không sao đâu, có anh ở bên cạnh mà. Mình vô em. Đi. Anh nói không sao mà, đừng căng thẳng quá. Cố lên. Tôi nói được là được mà. Bà tính tôi đi. Hả? Ông nè. Em, bữa nay tôi nấu toàn đồ ngon ba không mẹ đó. Của anh đang chờ kìa. Tôi biết. Em vào trong nhớ chào ba mẹ anh ngon nha. Rồi. Tại bà không biết thôi chứ. Thật ra tôi yêu dạ, bà. Thưa ba mẹ. Dạ, có chào hai bác. À, con. Chào con. À, rồi, hai đứa ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi con. Dạ. Ngồi đi. Nhã Hân à, nghe Nam nói là hiện nay con đang là trưởng đại diện của tập đoàn Logistics của Mỹ ở tại Việt Nam, có đúng vậy không con? Dạ đúng rồi ạ. À, phụ nữ như con á, phải nói là có năng lực đó. Chúc mừng con. Nhưng mà con tốt nghiệp ở đâu chưa? Dạ con có tốt nghiệp ở Dubai một năm mà. À, Dubai hả? Dạ. Vậy con đang ở với con gái riêng của chồng trước hả? Dạ, con gái con năm nay được 8 tuổi rồi ạ. À, vậy nó giống con hay giống ba nó? Dạ, mọi người nói là nó giống con nhiều hơn là ba nó. À, à nếu mà nó giống con á, chắc là nó xinh gái lắm đó. Chắc dạ là xinh lắm hả con hả? Thôi, được rồi, cả nhà mình ăn cơm đi. Dạ. Rồi nói chuyện tiếp. Hả? Mẹ, mẹ ăn nhiều nhiều vô đi. Con của Nhã Hân á, chắc chắn là đẹp rồi. Sau này đi thi hoa hậu luôn đó. Đồ ăn của mẹ nấu ngon quá. Mẹ ăn nhiều vô đi. Thêm món này nữa nè. Hôm nào con dắt con bé qua đi chơi nha. Dạ. Em ăn đi. Ừ, cứ ăn tự nhiên nha con. À, nè, đồ ăn này là do một tay mẹ nấu đó. Em phải ăn cho nhiều vô nha. Ừ, con ăn có thấy vừa miệng không? Dạ, ngon lắm bác. Bác khéo tay quá. Hôm nào con phải học món này mới được. Mà nè, em không cần phải học gì hết trơn á. Em về đây là có mẹ anh lo hết trơn à. Em không cần phải học. Lấy vợ tới nơi rồi mà không có chín chắn gì hết trơn á. Mẹ, Nhã Hân á, kiêm tốn vậy thôi. Chứ Nhã Hân á, nó ăn số 1 luôn đó. Con gái quế mà. Ừ, vậy hả? Phụ nữ mà nấu ăn ngon á là có năng khiếu chăm sóc chồng con lắm. Bữa nào con qua đây nấu ăn một bữa nha. Dạ. Được rồi nè. Bây giờ bắt gấp cho con ăn thử con món này coi sao nha. Hey, phải nói đây là dạ, món đặc sản gia đình của bác đó. Ăn đi con, ăn ngon đi lắm đó. Vậy là mẹ con cũng đang ở Sài Gòn luôn hả? Dạ, mẹ con đang ở Sài Gòn.
Dạ, mẹ con đang ở một mình. Trước thì có em trai ở chung. Nhưng sau này em lập gia đình thì cũng ra ngoài ở riêng luôn à. Cái thằng này. Sao tự nhiên mẹ lại gọi con là cái thằng? Bảo Nam á, từ khi quen con á, bác thấy nó chững chạc lên một chút. Chứ ở nhà nó còn trẻ con lắm. Chưa gì mà mẹ đã nói xấu con rồi. Nhã Hân à, bác có điều này muốn hỏi. Con thương thằng Bảo Nam á, ở điểm nào? Em làm gì vậy? Những gì Nam làm là điều xuất phát từ chỗ này. Tại sao Hân lại không dám thừa nhận? Bà mẹ vào nhà nghỉ đi. Này sẽ đưa Nhã Hân về. Dạ, thưa hai bác cùng chào con. Chào ba, chào mẹ. Ba mẹ vô trong nghỉ đi. Con đi rồi, con đưa bạn về đi. Em thấy chưa? Mẹ anh rất có tình cảm với em mà. Chắc tối nay em mất ngủ luôn quá. Mà nè, em thích anh là ở chỗ nào vậy? Tại sao nãy mẹ hỏi em lại đuổi khéo anh ra ngoài? Vì đây là bí mật của mẹ và em mà. Em cũng hay quá ha, biết cách lấy lòng người khác. Nhưng mà không sao, nếu em không nói thì anh sẽ có cách để khui mẹ nói ra bí mật này. Anh kỳ quá. Nếu không muốn thì nói cho anh biết đi. Anh khỏi đưa em vô nhà, anh về đi. Anh bỏ em ra. Nhã Hân, anh đã giữ nó suốt 3 năm rồi, và bây giờ nó thuộc về em. Em tưởng anh phải chuẩn bị một màn cầu hôn chứ. Em sợ gì? Em không thích hả? Không phải, tại em chưa sẵn sàng. Ý của em là, vậy bây giờ em muốn anh đây phải làm sao đây? Em muốn là anh phải chuẩn bị hoa hay gấu bông hay là đèn cầy và trái tim thì em mới chịu, đúng không? Không phải. Ý em không phải như vậy. Chỉ là em cần suy nghĩ thêm. Nhã Hân, em đã ngoài 30 rồi, em cần phải suy nghĩ cái gì nữa? Ý anh nói là em già đúng không? Đúng rồi đó. Ý anh là... không phải. Ý của anh là em phải quyết định nhanh lên.
Vì anh muốn anh với em về chung một nhà càng sớm càng tốt. Anh thật lòng yêu em mà nhá Hân. Rốt cuộc anh chẳng hiểu gì về em hết. Nhà Hân, nhà Hân, nhà Hân, nghe nói nè, nhà Hân, nhà Hân. Nhà Hân, nhà Hân. Anh xin lỗi nha. Tối qua nóng giận quá. Đúng ra là anh phải cho em thời gian. Em cần phải suy nghĩ. Nếu anh nói xong rồi thì về đi. Em à, cả đêm qua anh không ngủ được luôn đó. Em cũng vậy. Em xin lỗi anh. Em đã nói là em cần thêm thời gian để có thể suy nghĩ. Anh biết. Anh xin lỗi mà. Hai đứa mình đừng có giận nhau nữa, có được không? Vậy bây giờ em thay đồ đi, anh chở em đi ăn sáng nha em. Anh đợi em một chút nha. Ừ, em thay đồ đi. Đi thôi anh. Hân. Em bị bệnh gì hả? Không, em có sao đâu. Mình đi. Vô sinh. Cô ấy đã sinh bé Na rồi mà. Tại sao lại vô sinh? Hay có lẽ nào là nhầm lẫn không ta? Tại sao cô ấy lại cần suy nghĩ? Có phải là tại chuyện này không? Nhà Hân, vô đi. Ừ. Nè, mẹ. Cậu cho con trước. Ừ, lớn rồi. Lúc nào cũng nhộng nhẽo hoài à. Cảm ơn anh. Dạ. Vô đây.
Dạ. Chào cô. Chào bác. Chào cả nhà. Chào bà chị. Ngồi đi. Chào chị. Từ ngoài cửa đã nghe mùi thơm rồi. Con ngồi đi. Rồi bác vô làm một tô cho con nhé. Dạ, con cảm ơn bác. Rồi con ngồi đó. Dạ. Dạ. Bạn chị Hân đẹp quá ta. Đẹp thiệt á. Cảm ơn. Dạ. Bà ăn đi. Cảm ơn. Nè, bún bò ngon như mẹ nấu. Ăn. Dạ, con cảm ơn bác. Nè, ăn xong bà kể cho tôi nghe coi. Nghe nói buổi ra mắt thành công vang dội phải không? Lo ăn cái tô của anh, cái nhìn của em quá. Nói chung là ngoài mong đợi. Mà anh chị tính làm đám cưới ở đâu? Chị cũng chưa nghĩ tới nữa. Ừ? Sao lại chưa nghĩ tới? Nè, đám cưới ở biển được đó. Rất là lãng mạn. Hơn nè, hay là mẹ nghĩ con làm theo kiểu cũng Đinh Huệ đi. Mẹ này. Mẹ ơi, đám cưới mà làm như vậy á, buồn lắm. Phải làm kiểu nào mà trôi động, trẻ trung một chút á. Mẹ ơi, hả? Đám cưới mẹ có được mời bạn con không? Thật ra thì con cũng chưa nghĩ tới đám cưới đâu. Mọi người đừng có bàn nữa. Trời ơi, thì mọi người cứ bàn đi. Rồi em làm đạo diễn cho, đúng không bé nè? Yeah. Anh này, lớn còn như con nít vậy đó. Kỳ quá, giỡn xíu, có gì đâu mà. Nè bà Hân, tôi mới cưới xong, vẫn còn dư âm. Tôi sẽ mang cho bà các sách báo liên quan tới địa chỉ, các trang web liên quan. Đó là do kiểu của bà thích tự làm. Chứ tôi thì vừa rồi tôi thuê dịch vụ làm hết. Thôi không cần đâu, từ từ đã. Từ từ cái gì? Cưới liền đi chứ, đúng không? Đúng rồi đó, em thấy chuyện này không có từ từ được đâu. Đúng rồi. Dạ, dạ, đi nha. Dạ. Mẹ ơi, mẹ nấu ngon quá. Trời ơi, nịnh ghê chưa. Ngon thiệt mà. Alo, em ngủ chưa? Chuyện em nói em suy nghĩ xong chưa? Có thể nói với anh được không? Thật ra em vẫn còn một bí mật chưa nói với anh. Vậy em nói đi, anh sẵn sàng nghe nè. Em sợ mất anh một lần nữa. Không thể nào mất được. Em có cố ý đánh mất anh đi chăng nữa thì anh cũng nhất định sẽ tìm về em mà thôi. Nhưng mà em sẽ không mang lại hạnh phúc cho anh trọn vẹn. Một điều đơn giản nhất, bình thường nhất, em cũng không thể làm được cho anh. Em nói vậy là sao? Em có thể không sinh thêm con được nữa. Em xin lỗi vì đã không đủ can đảm để nói ra điều này sớm hơn. Tưởng chuyện gì? Chuyện đó thì anh đã biết rồi. Sao anh biết? Anh thấy được hộp thuốc của em uống. Và anh đã tìm hiểu trên mạng, biết được đó là thuốc điều trị vô sinh. Được rồi, anh sẽ ở bên em. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Vậy nha, em đi ngủ sớm đi nha. Dạ, bye anh. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Em cũng ngủ ngon nha. Mày... Mẹ... Giặt mẹ hả? Mẹ... Mày giặt mẹ hả? Mẹ... Mẹ nghe quá đã. Mẹ... Mẹ không nghe gì nữa hết. Tụi mày không đồng cấu kết với nhau để giặt mẹ. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con đó hả? Sao mẹ nói như vậy? Con tự nguyện mà, không có bùa mê thuốc lú gì của ai cả. Không có quen biết cưới hỏi gì còn hơn nữa hết. Chấm hết. Từ bây giờ đừng nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ... Con chưa nói xong mà. Mẹ... Nam, mở cửa cho mẹ đi con. Mở cửa cho mẹ đi Bảo Nam. Bà mà là chẳng quá đó. Cái rồi lỡ, nó nghĩ quẩn. Cái rồi
xảy ra chuyện gì thì càng chết. Thôi thôi thôi, tôi đang rối lắm rồi, ông đừng có hù dọa tôi nữa. Tôi giỡn thôi, nhưng mà cũng chúc mừng mày, không ngờ là cái chuyện tuyệt thực lại hay quá ta. Mày nè, tao không ngờ là mày diễn hay đến như vậy đó nha, cảm ơn mày. Mẹ, với chú Nam cưới nhau thì con có buồn không? Mẹ với chú Nam cưới nhau hả? Ừ.